giống tâm hồn. Huyền Thanh và nhóm thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Hạt giống tâm hồn của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi công ty sách First New Trí Việt, đơn vị đồng hành Cà phê Passio cùng nhà tài trợ của chương trình công ty Roto Mentholatum Việt Nam. Never say never. Never say never. Bạn có biết mắt luôn điều tiết liên tục, ngay cả khi bạn thư giãn. Nhưng Viruto viết con protein sulfate, vitamin và acetamin trị mọi ngứa, cho đôi mắt khỏe đẹp. Vì mắt xinh đáng được nâng niu. Không dùng như Viruto trong mì tăng nhãn áp, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Mẹ! Hả? Megumi dầu gội ngăn rụng tóc, kết hợp hệ thảo mộc và khoa học từ Nhật Bản, ngăn rụng từ chân tóc, nuôi dưỡng tóc mọc, tóc dày và bồng bềnh hơn. Chỉ với Megumi. Megumi có cả tinh chất. Nhanh lên, nhanh tiệt nào. Vimos, phun da về mũi, xịt xịt thoa thoa, an toàn và hiệu quả, bảo vệ gia đình khỏi mọi vấn đề do mũi. Bảo vệ da, mũi bay xa. Vimos dùng cho mẹ dưới 4 tuổi. Thay cách nhìn cuộc sống, đổi cảm nhận cà phê. Passio, cà phê của sự khác biệt. Huyền Thanh hy vọng là ngày hôm nay tất cả chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một tuần lễ mới với một tâm trạng vô cùng phấn khởi cũng như là một cơ thể tràn đầy sinh lực. Bởi vì Huyền Thanh vừa mới đọc được câu này trong tập sách Hạt giống tâm hồn của First New, đó là ngày hôm nay có thể trở thành một ngày đầy sinh lực với bạn và với người khác. Nếu bạn bỏ thời gian để trao cho ai đó nụ cười, để thốt lên một lời tử tế, để chìa tay ra cho những người đang cần giúp đỡ, để viết một lời cảm ơn, để cho đi một lời khuyến khích với người đang cố gắng vượt qua rắc rối, để chia sẻ một phần tài sản vật chất với những người xung quanh. Một câu nói nghe rất là đơn giản phải không thưa quý vị và các bạn? Nhưng mà để làm được điều đó thì tất cả chúng ta cần phải có tấm lòng rất là ấm áp. Và Huyền Thanh muốn mở đầu chương trình hôm nay bằng câu nói này. Bởi vì ngay sau đây thì chúng ta sẽ được gặp gỡ với những người đã luôn luôn biết quan tâm và chia sẻ với những người xung quanh, mặc dù họ không phải là những người giàu có, thậm chí họ phải kiếm sống hàng ngày và tuổi tác thì cũng không còn trẻ nữa. Nhưng mà họ luôn quan tâm đến những người xung quanh, với những người có hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh hơn mình bằng tất cả tấm lòng nhân ái. Huyền Thanh muốn nói đến một bếp ăn từ thiện ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức, do cô Sáng và những người bạn của mình chủ trì. Bếp ăn này đã duy trì được 9 năm qua và nơi đây đã được thắp lửa mỗi tuần từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần ở bên một mái hiên được mượn của một người quen ở tại phường Linh Đông, Thủ Đức. Và với tất cả tấm lòng nhân ái và ấm áp của những người xây dựng và duy trì bếp ăn này thì mỗi buổi chiều nơi đây đã thành một điểm hẹn của những người có hoàn cảnh khó khăn. Có thể nói họ đã giúp cho những người không có bếp có được một bữa cơm ấm áp và đậm đà tình thương. Và ngay sau đây thì Huyền Thanh xin được kết nối xuống hiện trường, và hiện tại thì phóng viên Phương Huyền của Hạt giống tâm hồn cùng với đại sứ của chương trình ngày hôm nay, đó là ca sĩ Tuấn Hưng, cũng đã có mặt ở hiện trường, và chúng tôi sẽ nối máy để tất cả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Phương Huyền, Tuấn Hưng và các cô chú ở tại bếp ăn từ thiện ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng tôi được tiếp nối thu qua điện thoại từ hiện trường về phòng thu, nên tín hiệu thỉnh thoảng sẽ không ổn định, thì mong quý vị và các bạn thông cảm. Còn bây giờ thì nào, chúng ta sẽ cùng kết nối xuống hiện trường nhé. Hạt giống tâm hồn, sống cho điều ý nghĩa hơn. Alo, xin chào Huyền, chào Hưng. Không khí ở dưới đó thế nào hả Huyền với Hưng ơi? Vâng ạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Và bây giờ thì không khí ở ngay tại hiện trường thì là các cô ở đây đang rất là cười tươi vui vẻ. Đấy, các cô chú đang cười tươi vui vẻ lắm. Và có một cái nồi canh rất là nóng, canh cải rất ngon, và một nồi thịt kho hột vịt nữa. Đang chờ tất cả mọi người tới để thưởng thức ạ. Thực ra thì Phương Huyền và anh Tuấn Hưng đến đây khá là sớm. Và nãy như anh Hưng nói thì hai anh em đang đứng rất là gần cái nồi thịt kho tàu.
Trong khi mà nghe mô tả món kho tàu là chị Huyền Thanh cũng hơi lo, tại Huyền Thanh biết đó là Tuấn Hưng rất thích món đấy. Vậy mà Phương Huyền tính rằng là lát nữa xin các cô để anh Tuấn Hưng phát cơm mà tình hình này nghe có vẻ căng rồi nha. Dạ, bây giờ thì có lẽ là cho Phương Huyền trò chuyện với cô Sáng, người đã sáng lập ra cái bếp ăn từ thiện này. Dạ vâng, xin chào cô ạ. Cô có thể chia sẻ vài lời với quý vị khán giả. Alo. Alo, dạ xin chào cô Sáng ạ. Dạ, hôm nay là chương trình rất là vui khi mà được kết nối với cô, đặc biệt là nghe cái câu chuyện mà các cô duy trì một cái bếp ăn nó đầy ý nghĩa như thế này suốt ròng rã 9 năm như vậy là tụi cháu rất là thán phục và rất muốn là thực hiện được cái chương trình hôm nay, và may quá hôm nay là chương trình cũng đã được tham gia cùng với các cô vào cái bếp hôm nay đấy ạ. Dạ. Dạ. Mấy thằng ngày hồi nãy thì nghe anh Tuấn Hưng nói mình làm không phải là mình làm việc từ thiện nhưng mà mình làm bởi cái tâm. Yeah. Thì thật sự ra là cô cũng vậy, mà tất cả các anh chị em ở đây cũng là cái tâm cũng ước muốn để cho người nghèo có một bữa cơm. Năm 2005 là cô đi xuống dưới vùng sâu vùng xa ở dưới Con Tum một lần, thì thấy các em nghèo quá, nghĩa là có từng một gói mì thôi các em cũng rất là quý. Mà một gói mì như mình ăn thì một gói mì, nhưng mà các em có thể là ba người mới được một gói mì. Tại vì nấu nở trương lên rồi mới ăn thì nó mới đủ. Cho nên cái lòng của mình về, mình cảm thấy nó có một cái gì thúc đẩy trong cái tâm của mình. Thì bắt đầu là các cô lên cái chương trình làm, có những chị em bạn đều đồng lòng với mình là mày cứ làm đi, tụi tao phụ cho. Và cho tới giờ này vẫn phụ cả 9 năm nay. Thật sự là có một hai chị em thì qua đời, yếu quá thì qua đời. Còn những chị em mà còn đây thì cũng toàn là 50 mấy, 60 tuổi thôi. Nhưng mà các chị em vẫn phục vụ. Cho nên cô bảo là thôi bây giờ cứ cầu xin làm sao mà cho các cô cố gắng duy trì được thêm một năm nữa là 10 năm. Cô ơi, cho Huyền Thanh hỏi cô là thường á, một cái buổi mà mình nấu từ thiện như vậy cho mọi người đó là khoảng 100 suất như vậy á, thì mình mất hết khoảng bao nhiêu chi phí tất cả? Cô tính ra là cứ khoảng là 700 ngàn, có người giúp gạo á, thì nó khoảng là 500, tiền thức ăn 500-600 đó. Dạ, cháu nghĩ là chỉ với mấy trăm ngàn nhỏ nho như vậy mà mình có thể mình giúp được cả trăm người có được một cái bữa ăn ấm áp, có thể mình tạm gọi đó là cái những người mà đang không có bếp đấy ạ. Thì đúng rồi. Dạ. Còn nhưng mà cô thường là thu nhập của tụi cô là tụi cô làm bằng nghề gì mà để có thể tự xoay sở được cái bếp như vậy ạ? Thì cô ấy thì cô chuyên là đi nấu đám. Ai đặt đám thì cô nấu, mai mốt ở các em có cần đặt đám gì thì alo cho cô. Dạ. Cô lên cô nấu cho. Dạ. Rồi còn các chị em phụ ấy thì người thì bán bánh mì, người bán cà phê, rồi người bán rau, bán buổi sáng thì buổi chiều là đi ra phụ giúp ở đây thôi. Nói chung là mọi người cũng không ai giàu có gì. Không ai giàu có. Cái này thì Huyền Thanh có thể nói cái này là mình có thể tạm gọi như là lá nát đùm lá rách đấy cô. Đúng rồi, lá nát đùm lá rách. Hạt giống tâm hồn, sống cho điều ý nghĩa hơn. Ngày hôm nay khi mà mời anh Tuấn Hưng tới với bếp ăn từ thiện này thì thực sự ngay từ đầu bản thân Phương Huyền cũng nghĩ rằng là rất là khó, bởi vì biết là cái lịch của anh khá là dày, trong khi đó lại hạt giống tâm hồn của mình thì mời rất là gấp, đúng không ạ? Nhưng mà có lẽ là xuất phát từ cái tình cảm của anh Hưng, và trước đây anh Hưng cũng là người đã nấu cái bếp ăn, đã làm cái bữa trưa vui vẻ ở ngoài Hà Nội một khoảng thời gian. Và cái tâm nguyện của anh Hưng thì cũng làm rất là nhiều điều, những cái vấn đề về từ thiện, thì ngày hôm nay thì có lẽ là cũng nhờ anh Hưng có thể chia sẻ thêm cùng với các cô qua cái chương trình này ạ. Đối với tất cả những người, tất cả các cô, các chú đang có mặt ở cái bếp này, các cô, các chú đều rất là vui vẻ, mặc dù là cũng ngoài 60 cả rồi, nhưng mà nghe cái lời nói tâm sự rồi khuôn mặt nó rất là hứng khởi khi mà làm được những việc tốt như vậy. Thế thì Hưng cũng cảm thấy riêng cá nhân của mình thì tất cả những sự đóng góp của mình cho cái xã hội, cho những người xung quanh nó vẫn còn rất nhỏ. Bởi vì Hưng mới thực sự chỉ chú tâm vào tất cả những việc này được khoảng từng 3 đến 4 năm nay thôi. Còn các cô chú thì đã làm đến cả 10 năm rồi. Hưng có tâm sự rằng là thời gian dài hay ngắn thì đó là tùy vào cái tâm và cái đức của mỗi người thôi.
Thế nhưng mà tất cả những việc tốt như vậy thì cho dù mình có làm một lần trong đời hay là làm nhiều lần thì nó cũng xuất phát từ cái tâm mình cả mà thôi. Tuy nhiên hôm nay khi nhận được lời mời của chương trình và xuống đây được gặp các cô các chú ở đây và chứng kiến những cái bữa ăn như vậy thì mình lại càng cảm thấy rằng là bên cạnh cái cuộc sống của chúng ta thì còn có rất nhiều những người tốt nữa cũng luôn luôn nhìn nhận cái cuộc sống khó khăn của cộng đồng và chúng ta luôn luôn muốn chung tay giúp đỡ cho cộng đồng. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Tuấn Hưng. Thì đứng ở đây nãy giờ khi mà đến sớm để mà xem các cô nấu, các cô chuẩn bị, thì Thu Huyền cũng có nhịp trò chuyện với các cô mà đã cùng với cô Sáng làm ở cái bếp này 9 năm qua, như là cô Huyến. Cô Huyến thì có cả ông xã là chú Bảo nữa, hai người cùng chung tay ở trong cái bếp ăn này. Và cô Huyến cũng là hôm nay là bếp chính đúng không cô? Dạ, thì cô có thể chia sẻ với hạt giống tâm hồn suốt 9 năm qua điều gì có thể giúp cô gác những cái công việc nhà để mà cùng với bếp ăn chia sẻ cùng với mọi người ạ? Cô xin chào nha. Dạ, chào cô ạ. Thì cũng cảm ơn cháu. Thật sự ra thì hai vợ chồng cũng đóng góp với cô Sáng, rồi chị em cũng bàn thảo với nhau, rồi cũng đi xin phường, xin này chỗ này chỗ kia, rồi cũng nhờ cậy chị và Vui này cái chỗ để nấu nướng ấy. Thì nói chung ra thì mới đầu thì nó cũng hơi gian nan một tí, nhưng về sau này thì nó cũng đều là tốt đẹp cả. Cũng nhiều người họ thấy được những công việc mình làm thì họ cũng giúp đỡ. Nhiều khi cũng có những cái anh chàng xe ôm chạy xe ôm không đi ngang qua chạy vô, cô ơi con có 100 ấy, con biếu cô hôm nay con chạy được 100. Cũng có người đi làm công nhân về, cô ơi hôm nay con có lãnh được ít quà thì con có 5 kg gạo cho con biếu cô để cô nấu phụ với lại mấy người để phát cho mấy người nghèo. Thì rồi có một cái cô nữa thì cứ một tháng là cô cứ đóng góp ấy. Ví dụ như cô dạy học cái cô ấy lãnh lương xong rồi cô lại đưa gửi cô 500, bảo cô ấy con gửi cô 500 để cô đưa cho chị Sáng, để chị Sáng phụ với chị Sáng cộng rau cộng cỏ. Rồi cũng có nhiều người lắm, như cái cô bán thịt để dưới kia, mà cứ mỗi tuần thì lại đóng góp 100, bảo thôi em thêm với chị một tí để chị thêm với chị Sáng để thêm quả trứng, thêm miếng thịt. Nên thôi thì cứ được ngày nào thì cứ hai ngày đấy thôi cháu ạ. Chứ bây giờ thì thời buổi bây giờ làm ăn cũng khó khăn, mà các cô thì bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Rồi ông xã cô với lại mấy chị em với lại cô Sáng thì cũng tới những cái nhà mà họ nghèo này. Với lại họ đau ốm bệnh tật đấy thì cũng tới thăm hỏi. Và cháu cũng hy vọng là qua chương trình hôm nay, Huyền Thanh cũng hy vọng là quý vị thính giả, các bạn đang nghe chương trình, chúng ta đó thì thấy là các cô rất là lớn tuổi và đều là những người mà có cái hoàn cảnh không phải là dư giả gì, cũng đi kiếm sống mỗi ngày nhưng mà vẫn trích ra những cái phần tiền ít ỏi của mình, bỏ sức, bỏ tiền để duy trì được cái bếp như thế này. Thì Huyền Thanh cũng hy vọng rằng nếu quý vị và các bạn, các nhà hảo tâm có một cái tấm lòng chia sẻ cùng với bếp ăn từ thiện của các cô thì có thể liên hệ về địa chỉ của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì để chúng tôi có thể làm nhịp cầu nối để giúp các cô duy trì được cái bếp ngày hôm nay. Ngay lúc này có lẽ là cho Phương Huyền nhờ đại sứ của chúng ta, ca sĩ rất là đẹp trai, rất là nổi tiếng. Mà hôm nay phải lăn vô bếp đúng không? Dạ. Ca sĩ đẹp trai, rất là ngầu, rất nổi tiếng, nhưng mà hôm nay cũng phải lăn vô bếp cùng với các cô. Ca sĩ lăn vô bếp. Chị Huyền Thanh chờ Phương Huyền một chút nha. Anh Tuấn Hưng mang theo một người, hai người nữa mà hồi nãy Phương Huyền nghe được thôi mà cảm thấy vui vô cùng cho bếp ăn này. Bây giờ thì anh có thể trò chuyện. Ở bên ngoài đường thì Hưng đã bắt đầu quan sát thấy là có khá nhiều người đã đang tập trung ở đây. Thực sự là khi nhìn thấy mọi người xếp hàng ở đây thì có lẽ là chúng ta sẽ cảm thấy có một cái tâm trạng nó hơi trùng xuống một chút. Bởi thực sự là tất cả những người đang đứng xếp hàng ở đây đều là những người rất là đặc biệt. Người thì khuyết tật một chút, người thì lớn tuổi, và phần lớn là họ đều là những người không có khả năng để có thể tự làm việc, tự lưu sinh, thậm chí có những hoàn cảnh rất là tội nghiệp là họ phải nhờ người cầm cặp lồng nữa để đứng xếp hàng cùng. Có lẽ đây là một cảnh mà Quế Hưng không nên tả nhiều quá, bởi đương nhiên đây cũng là cái mà mọi người cần nên biết, nhưng nó là một điều thực sự là nó sẽ làm cho chính con người của Hưng, chính Hưng đang bị một chút gì đấy bị trùng xuống.
nghe giọng Hưng đang trùng xuống thì chị Thanh cũng có thể hình dung được cái cảnh ở đấy như thế nào. Bởi vì một người đàn ông mà mạnh mẽ và rắn rỏi như Hưng mà cũng có thể là nói mà nghẹn lời như vậy á, thì mình cũng hình dung được là cái ý nghĩa của cái bếp này nó giá trị như thế nào, đúng không Hưng? Vâng ạ, và bây giờ thì Hưng xin được phỏng vấn một vài câu với cô Vui. Con tên là Hưng, con là ca sĩ chuyên hát nhạc cùng các bạn trẻ thôi, chắc là cô cũng không biết nhiều về con, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng con có mặt đây là với sự kết nối của đài FM, và có lẽ trong cái sự xuất hiện ngày hôm nay thì bản thân con cũng cảm thấy thực sự là rất là bất ngờ. Thì con cũng đã đi rất nhiều nơi rồi, nhưng để mà các cô các chú duy trì một hoạt động dài như vậy thì đấy là điều không phải ai cũng thể làm được, mà cô lại sẵn sàng chấp nhận để cho tất cả mọi người sử dụng căn nhà của mình, nơi mình đang sinh sống, đang sinh hoạt hàng ngày như vậy, để rồi làm những việc như vậy. À, cô thì là cô chỉ muốn nghĩ là mình khổ quá, giờ mình cũng phải giúp cho người ta thôi. Dạ. Hồi cô mới làm thì người ta nói nghèo bị đặt chảnh. Giờ thôi biết sao, mình khổ mình phải giúp đỡ mọi người. Con thì lại nghĩ một điều là kéo mình khổ ấy, thì mình lại dễ nhìn thấy người khác khổ. Đấy. Bởi vì chính mình khổ thì mình đấy dễ nhìn thấy cảnh khổ người khác. Mỗi tháng đủ cho chị 300 tiền điện, tiền nước. Nhưng mà chị lấy đúng 2 tháng. Và 9 năm nay chị không lấy tiền điện và cũng không lấy tiền nước luôn. Chị đang nghèo thì chị bảo thôi đã nghèo rồi thì cho nghèo luôn. Vâng ạ, thực chất là điều không thể thiếu. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hàng ngày ở ngay tại bếp này, ngay tại căn nhà của cô, đúng không ạ? Còn có rất là nhiều các cô, các chị em khác nữa, các cô chú và đến chơi, đến vui với cô, để chia sẻ với cô trong cuộc sống. Và cô còn làm được nhiều việc thiện như vậy nữa. Thì con tin chắc là con cháu của mình hay là chính bản thân cô cũng cảm thấy sự cuộc sống rất là có ý nghĩa. Hồi nãy cô Vui có nói là nghèo nhưng mà chảnh, nhưng mà thực ra cháu rất là thích những người nghèo mà chảnh như vậy đấy ạ. Chị Hiền Thanh trên đài bảo là chị rất thích những người nghèo mà chảnh quá. Chị ấy bắt đầu đã có những người đầu tiên vào để nhận cơm rồi. Đây là một em bé rất đáng thương, kiểu không thể tự đi một mình được, phải nhờ người khác cầm cặp lòng. Em cũng không biết em đang bị cái gì nhưng mà nhìn cô lắm. Ba đời đều bị bản thân. Vâng, theo lời của chú thì em bé này là cả ba đời đều bị đời thứ ba rồi, đều bị tàn tật như vậy. Dạ, vâng, như anh Hưng vừa chia sẻ đó thì em bé cùng với mẹ vừa mới bước vào cái nơi để nhận cơm, và bên cạnh đó thì có chị của bé nữa. Thì theo như chia sẻ của các cô các chú ở đây thì đây là một gia đình của cô Quýt, và cô có ba người con đều bị khuyết tật. Và cô là cái người mà đã được ăn nhận cái bếp cơm này từ 9 năm qua. Có lẽ là cô mình sẽ xin được trò chuyện với cô một chút xíu chị ha. Dạ, cô Quýt ạ, cô cho con chia sẻ hỏi cô một chút xíu. Dạ, thì không biết là cô có thể chia sẻ với mọi người một chút về cái hoàn cảnh của mình ạ. Hoàn cảnh của mình rất là buồn. Gia đình thì có một đứa con, một đứa cháu nó bị tật như vậy. Thần trọng thì bỏ. Thế hiện tại thì cô đang làm công việc gì cô ạ? Hiện tại làm bảo mẫu bên trường học, nhưng mà về hưu rồi á thì nghỉ. Vậy thì gia đình mình cái thu nhập như thế nào và cái cuộc sống như thế nào để mà lo cho con và cháu cô ạ? Thì cũng cứ lo một đói thôi. Và ông còn ông ăn thì ông đi bán xe xấu, ông có nhà bán con. Mình thể non cho con đương hẹn con gái, cháu của con thằng em. Có lẽ rằng là mọi người ở đây thì cũng thấy là cô Quýt rất là xúc động. Thì cái câu chuyện thì ai cũng hiểu được là cái khó khăn nó như thế nào. Đối với những người bình thường đã rất là khó khăn trong cái cuộc sống này rồi. Lúc này thì các cô đã đang phát cơm cho mọi người ở đây. Cô Quýt và em bé là những cái người đầu tiên nhận cái phần cơm ngày hôm nay. Và các cô đang rất là đều tay, người thì múc canh, người thì múc thịt, người thì múc cơm. Thì cái không khí đang rất là trộn rộn. Nhưng mà lúc này thì có thể thấy rằng là chắc thôi cho Phương Huyền trở lại với cô Sáng. Sau 9 năm làm cái công việc này, và ngày hôm nay cô có thể chia sẻ cái điều ước của mình, cái mong ước của mình đối với cái bếp cơm từ thiện này ạ. Thật sự ra là cô cũng rất là mong muốn trước hết là chị em phụ giúp có một cái sức khỏe, sau nữa là có những cánh tay nối dài để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
ngoài cái bếp cơm ra, các cô còn đi vào những cái chỗ vùng sâu vùng xa, đi thăm những cái bệnh coi như là những trại hưu dưỡng hay chỗ này chỗ kia nữa. Thưa cô là thay mặt cho bên trại xem thì chúng con cũng có những cái phần quà, phần này là phần của chương trình này, gửi biếu cô để giống như là chúng con ở tất cả mọi nơi sẽ chia sẻ phần nào đó cái tấm lòng của chúng con, để hy vọng là cô sẽ đạt được ước nguyện 10 năm, thậm chí là còn hơn như vậy nữa. Còn con đến đây thì cũng có tấm lòng riêng của con này. Đấy. Còn đây là một người anh của con, cũng là người ở ngay tại Thủ Đức này, mà con là kêu gọi anh ấy cũng đến đây cũng để anh ấy tới đây và tự động anh ấy cũng muốn chia sẻ mọi thứ với cô. Để hy vọng là cô có nhiều sức khỏe và mọi thứ nó sẽ tiếp tục kéo dài cái bếp ăn này. Cô cũng thay mặt tất cả những anh chị em ở trong nhóm bếp cơm tình thương và tất cả những người nghèo, cảm ơn ca sĩ Tuấn Hưng và tất cả trong các anh em trong đoàn. Rồi cũng cầu mong làm sao mà các anh em có một cái tâm và giúp đỡ những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, và nâng đỡ cho bếp cơm tình thương này thêm được những năm sau nữa nha. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Hồi nãy thì chị Huyền Thanh và quý vị khán giả cũng đã nghe anh Hưng chia sẻ rồi. Một người bạn của anh Hưng đó là anh Nhật chị Lê. Dạ, anh Nhật chị Lê là một doanh nghiệp ở Thủ Đức này. Thì thực sự khi mà nãy tới thấy tới đây thì tôi Huyền đã rất là vui khi mà được biết rằng là anh chị mang tới hỗ trợ cho bếp ăn là 5 triệu đồng. Có lẽ là mình cũng nghe thêm một chút xíu, nghe anh Nhật nói vài điều chị ha, tại sao mà anh Nhật lại đến đây và anh đã mang tới cái niềm vui cho bếp ăn này ạ? Dạ, mời anh ạ. Xin chào anh Nhật ạ. Dạ, hello, chào chị. Rất dạ. Vui là khi mà hôm nay Hạt Giống Tâm Hồn cũng như là Hưng đã kết nối được anh Nhật vào với chương trình và anh đến với bếp ăn từ thiện và chia sẻ được cái tấm lòng của mình cùng mọi người như vậy. Chương trình rất là vui ạ. Dạ, em cũng nhờ Tấn Hưng rủ đến đây để biết cái sự việc này đó. Thì cũng có đóng góp chút ít cho những người ở đây á chị. Thay mặt chương trình cũng như là thay mặt các cô ở bếp là rất cảm ơn Nhật với lại Lê nhá, đã cùng chia sẻ mọi người để giúp các cô coi như là được coi như là mọi người là thêm một cái cánh tay á để giúp các cô duy trì được cái bếp này. Thì như các cô chia sẻ đó, đôi khi là mỗi một ngày chỉ có khoảng 700.000 đồng thôi mà mình có thể giúp được tới cả 100 người vượt qua một cái cảnh mà khốn khó, giúp họ có được một cái bữa ăn ấm áp như thế này. Chương trình của chúng ta thì cũng đã qua ca sĩ Tuấn Hưng, đại sứ của chương trình, gửi 5 triệu đồng của Hạt Giống Tâm Hồn qua cho bếp ăn từ thiện. Bên cạnh đó thì người bạn vừa rồi anh Nhật gửi 5 triệu đồng và ca sĩ Tuấn Hưng cũng hỗ trợ cho bếp ăn là 2 triệu đồng. Phương Huyền có cái ý như vậy là chị Huyền Thanh lần sau chắc là mình sẽ mời tiếp anh Tuấn Hưng là đại sứ cho những chương trình khác để anh có thể là không chỉ anh Nhật mà thêm nhiều những anh em bạn bè khác cùng với mọi người chung tay hỗ trợ những cái hoàn cảnh, những cái mảnh đời và những cái bếp ăn như vậy chị ha. Chị nghĩ là chắc là sắp tới đây mà bầu xô mà gọi xô Tuấn Hưng á thì giá cát xê sẽ được nâng lên rồi đấy. Tại vì một phần đó là để đi làm từ thiện hết rồi ạ. Cá nhân của em thì không hy vọng là việc cát xê của mình nó lên xuống, bởi vì thực ra đối với em là như vậy là đủ rồi. Còn để mà giàu thì chắc là phải chuyển nghề sang làm nghề khác thôi, chứ đi hát là chắc không giàu được đâu. Rồi, hôm nay rất là vui và đúng là Hưng cũng là một điều vô cùng bất ngờ cho chương trình. Hôm nay thì chị nghĩ là chính Hưng, chính Nhật, chính Lê các em là đã giúp các cô sưởi ấm lại là những cái người mà đang chăm lo cho mọi người như vậy á. Chị nghĩ là hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc của bếp ăn của cô Sáng đấy. Rất cảm ơn Hưng và cảm ơn những người bạn của Hưng đã đến với Hạt Giống Tâm Hồn ngày hôm nay ha. Dạ, cảm ơn chị. Hạt Giống Tâm Hồn truyền cảm hứng cho giá trị cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại phòng thu. Xin thay mặt những người thực hiện chương trình, chân thành cảm ơn hai bạn Nhật Lê và ca sĩ Tuấn Hưng đã thông qua chương trình Hạt Giống Tâm Hồn ủng hộ cho bếp từ thiện của cô Sáng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, số tiền là 7 triệu đồng. Và thêm một tin vui nữa đến với bếp ăn từ thiện của chúng ta là Huyền Thanh vừa mới cập nhật thông tin nóng hổi. Đó là chị Hoàng Ly ở Gò Vấp vừa gửi tặng 50 kg gạo cho bếp và chị Trần Hoàng Thùy Trang gửi tặng 100 kg
gạo cho bếp. Rất là cảm ơn hai chị đã ủng hộ cho bếp từ thiện. Và trong cuộc sống của chúng ta thì rất cần những tấm lòng ấm áp như thế này, phải không ạ? À, cùng nhau chia sẻ những chén cơm đầy ắp tình thương như thế này thật là đáng quý vô cùng. Hy vọng là những cánh tay sẽ tiếp tục nối dài hơn nữa để sưởi ấm cho những mảnh đời khốn khó quanh chúng ta. Mọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm xin gửi trực tiếp về cho địa chỉ của chương trình Hạt Giống Tâm Hồn, Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc liên lạc qua số điện thoại 0948 71 75 71. Hoặc quý vị có thể chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của ngân hàng là 008 074 740 006. Xin nhắc lại số tài khoản ngân hàng 008 074 740 006 tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tài khoản là Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Phát thanh Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong nhận được nhiều sự đóng góp từ quý vị và các bạn. Huyền Thanh nghĩ giá trị đóng góp nhiều hay ít không quan trọng. Hình thức đóng góp chia sẻ như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là chúng ta chìa tay ra đúng lúc cho những người đang cần sự nâng đỡ. Sự nâng đỡ ở đây đôi khi không đơn thuần chỉ là vật chất đâu quý vị và các bạn ạ. Như câu chuyện người chia sẻ với người khác nhiều nhất trong tập sách Hạt Giống Tâm Hồn mà Mai Trinh sẽ diễn đọc cho chúng ta nghe sau đây. Một thầy giáo lớn tuổi đã kể lại cuộc thi mà có lần ông được mời làm giám khảo. Mục đích của cuộc thi là tìm xem đứa trẻ nào có lòng quan tâm đến người khác nhất. Người đoạt cuộc thi này là một cậu bé mới 4 tuổi. Gần nhà cậu bé có hai vợ chồng già luôn yêu thương và nương tựa nhau. Cho đến một ngày kia thì bà cụ qua đời, ông cụ buồn đau khôn xiết. Nhìn thấy ông cụ đau đớn, cậu bé đi qua nhà và leo vào ngồi trong lòng ông cụ và cứ ngồi yên ở đó. Khi mẹ cậu bé hỏi cậu đã nói gì để an ủi ông cụ, cậu bé trả lời: con chẳng nói gì cả, con chỉ giúp cho ông khóc được thôi mà. Cậu bé trong câu chuyện thật là tuyệt vời phải không ạ? Đã gửi đến chúng ta một thông điệp vô cùng đơn giản. Người chia sẻ với người khác nhiều nhất không hẳn là người cho đi nhiều của cải, mà là người an ủi được người khác nhiều nhất. Đó chính là giá trị của tình thương. Hy vọng những câu chuyện của Hạt Giống Tâm Hồn sẽ tìm được sự đồng cảm nơi quý vị và các bạn. Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ với những người xung quanh. Đừng quên bật radio kênh FM 99,9 MHz vào lúc 12h30 phút trưa thứ hai hàng tuần để cùng đồng hành với Hạt Giống Tâm Hồn. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này vào lúc 12 giờ khuya ngày thứ năm hàng tuần trên FM 99,9 MHz hoặc trên các kênh VOH Giao thông Đô thị lúc 12h30 phút trưa thứ bảy hàng tuần, kênh AM 610 kHz vào lúc 15h30 phút chiều thứ tư hàng tuần. Đặc biệt, quý vị và các bạn có thể nghe lại và xem chương trình Hạt Giống Tâm Hồn của chúng ta trên YouTube với từ khóa là hatgiongtamhon.voh. Quý vị và các bạn nhớ đón nghe và cùng tiếp sức với chương trình nhé. Chân thành cảm ơn đơn vị phối hợp thực hiện, đó là công ty sách First New Trí Việt, đơn vị đồng hành Cà Phê Passio cùng với nhà tài trợ của chương trình công ty Roto Mentholatum Việt Nam. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Never say never, never say never. Skin Aqua đồ nắng ngày da đủ bê bên so vì hay chống nắng mỗi ngày. Skin Aqua má pH 4 cộng nhìn nắng tối ưu nhẹ tên mỗi ngày. Skin Aqua đồ nắng hạ da thêm tránh miệng nữa đó. Oxy đi qua trở lại thăm đen tàu biển hạt tốt sáng sạch sâu láng mịn cực ngầu chuẩn đẹp trai. Đẹp trai cũng phải thế. Oxy thay cách nhìn cuộc sống, đổi cảm nhận cà phê. Basio, cà phê của sự khác biệt.
Hạt giống tâm hồn, truyền cảm hứng cho giá trị cuộc sống. Đừng bao giờ nói không bao giờ.